Xin chào cả nhà, lại là em Mimi. Thì mới đó mà ngày thứ ba rồi. Em nay em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà vi kim khay rất là dễ. Và sau đó là em sẽ giống như trong quá trình mà mình làm á, để nói chuyện tám với mọi người về những điều cần thiết mà mình cần biết trước khi mà mình bắt đầu cái nghề làm lash của mình ha, cái nghề nối mi. Thì để em zoom lại để em cho mọi người coi cái kiểu mi mà ngày hôm nay á, là mình đã làm. Dạ cảm ơn chị Jenny hay chị Ngọc Dung Nguyễn. Ok, anh camera ơi cho em coi. Model, can you please open your... Okay. Thì em cho mấy chị coi nè. Thì hôm nay á, em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà mình làm mi kim khay ha, mà rất là dễ luôn. Thì những sản phẩm mà mình cần á, hello chị TT Nail. Cái sản phẩm mà em sẽ sử dụng ngày hôm nay á, là mi rời CC0.07. Đã đây, đó. Là để làm spine ha mấy chị. Và tiếp theo á, sau đó là em sẽ sử dụng mi Soleil Kim K. Mi Soleil Kim K của mình á, để làm giống như xen kẽ vào. Đó. Và tiếp theo nữa là em sẽ sử dụng sản phẩm Camellia 10D mình. Cái này bữa giờ em làm cũng hai model mà mấy chị thấy á, là nó mới hết có mấy hàng thôi nè. Thì tính ra cái hộp mini box này của mình nhỏ nhỏ nhưng mà cũng lợi hại lắm á. Ok, thì trước khi để bắt đầu nối mi á, thì em luôn, nếu mà khi mà khách đó họ tới để làm full set là cái mắt của họ cũng đã sạch rồi ha, nhưng mà em vẫn luôn á là phải rửa lại. Thì trong tiệm nail của mình á, đa số các anh chị lúc nào mình cũng sẽ có cái chai pre-wet cleanser, mình có thể lấy để mình chùi hết giống như vòng quanh cái mắt luôn, giống như để cho những cái dầu á, đặc biệt là mùa hè là các anh chị và khách họ vô á, là lúc nào cũng chảy mồ hôi, hay là cô mà kiểu da dầu á, là mình thấy cái mặt nhớt nhợt luôn á, chùi sơ sạch. Khách mà có giống như những cái mascara hay cái gì á thì mình sẽ lấy bông tẩy trang á, mình chùi cho nó sạch đi hết. Sau đó là em cắt cái miếng gel pad của mình nè, thì cái đầu nhỏ là mình vạt đi nè, rồi xong mình cắt bốn cái lằn này để mình chuẩn bị mình dán vô ha. Đây, thì cái cách mà dán gel pad á, mấy chị nhớ là mình cầm hai bên nè, và mình lấy một cái ngón giữa hoặc là cái ngón đeo nhẫn á, mình kéo xuống như vậy. Khi mà nó chạm lông mi dưới là mình cho model nhắm mắt, thì á, nó dễ cho mình thả cái gel pad. Và cái mục đích của những cái đường cắt nhỏ này á, để cho dễ dán lên trên mặt khách. Và giống như những cái cô khách Tây á, mà mắt giống như cái khung xương mặt, xương má của người ta hơi cao á, nó hay dễ làm cho cái gel pad của mình á nó bung bung lên. Thì cái này á sẽ giữ nằm. Mùa hè này á là giống như bên cạnh cái nail của mình á là rất là thịnh hành. Đa số người ta chuẩn bị, người ta đi chơi hè, vacation rồi kia. Trước khi vacation á, muốn vào tiệm của mình ha, tiếp để họ đi chơi. Thì giống như hả, cây này thấy mà giống đang rất là thịnh hành. Nên em sẽ hướng dẫn mọi người với cái cách mà làm như nhanh gọn lẹ luôn. Đó, thì hồi nãy em nói cái sản phẩm, thì sau khi mà mình dán gel pad, mình dán paper tape là băng keo giấy rồi á, thì mình sẽ can you get me the micro brush? Dạ 10D em dùng á, là độ dày 0.03 á chị Ngọc Dung. Cho volume and cái còn cái spine á em xài độ dày là 0.07 cc. Thì sau khi mà mình
lấy cái hộp khác đi. Sau khi mà dán băng keo là mình phải bỏ primer nha cả nhà. Và khi mà primer là mình sẽ dùng cái micro brush để mình bỏ primer lên. Thì primer mà em sử dụng ngày hôm nay sẽ là cái primer hoa lài của mình nè. Trời, cái chai primer này á là em feel á, mình mua một chai á mà xài cả năm trời á không hết luôn á cả nhà. Ok. Mà chải primer đừng có chải nhanh. Chải primer mình nên chải chậm á các anh chị, để giống như cái primer nó thấm đều vào từng cái sợi lông á. Thì cái đó cái bộ mi của mình nó chắc hơn. Với lại nếu mà các anh chị nhìn thấy là cái mặt cô khách của em ngày hôm nay á là nó rất là dầu mà còn bị mụn, kiểu mụn kém nhiều á, là cái da này á là da dầu bẩm sinh mà còn bị mụn nữa, là khi mà nối mi á là cũng nhanh, cái này cái độ bền nó sẽ kém. Thì mình nên giống như là vệ sinh mắt với lại bỏ primer cho nó kỹ, chứ không thôi là mau rụng lắm. Cô này á là lông mi tự nhiên rất là dài luôn. Dạ hai chị Mai Quỳnh, Mai Quỳnh Thi, tên dễ thương quá. Tại vì mùa hè là họ giống như cái mùa mà khách rất là đông, nhưng mà giống như là nỗi ám ảnh của thợ làm lash luôn á cả nhà. Tại vì á khách họ đi bơi rồi họ đi vacation á, họ không có giữ mi kỹ bằng giống như mùa đông. Mà nếu mà mình làm không có kỹ nữa là làm thôi là chừng hả mấy tuần là mình thấy nó rụng gần hết rồi. Trong khi á, khách mà mùa đông á, đôi lúc nó 4 tuần 6 tuần tới á, mình vẫn thấy á, là nó rất là dày. Ok, sau khi mà mình bỏ primer xong là mình làm gì các chị? Em đố các chị nè, ai nhắc bài em nè. Mình sẽ vẽ mép nha. Để điểm đầu, điểm giữa, điểm cuối. Thì á, đầu tiên em sẽ vẽ mép á, để mình biết được cái smile chính của mình. Cái smile á, ở trong khóe này á, hồi nãy á, là em làm số 10 á. Tại vì các anh chị thấy á, lông mi của cổ rất là dài luôn. Tiếp theo á, các anh chị thấy em để cái angle này cho cái camera có good không? Hay là muốn em chuyển cái angle khác cho dễ nhìn hơn không nào? 10, 11. Thì hồi nãy á, cái spy đầu tiên á, mà em làm á, là 15 nè. 15, xong ở đây á, là em làm 14, 13. Ở đây á, là em làm 15 luôn. Còn ở đây á, là em làm 13. Cái này á là mình làm cho cái spy á nên cái số của nó hơi dài ha cả nhà. Thì hôm trước á em có chỉ mọi người cái cách mà giống như mình gắn ngược, có nghĩa là mình gắn giống như cái volume trước rồi mình mới gắn cái spy. Nhưng mà hôm nay á cái map này á mình làm khác đi chút xíu ha, là mình sẽ gắn cái này trước. Rồi sau đó mình gắn cái spy trước, sau đó mình mới vòng trở lại để mình gắn cái volume của mình. Thì cái spy á em sẽ làm là bao nhiêu đây nè. Anh camera, can you move it to this one? Giờ để em move cái camera cho cả nhà thấy cho nó rõ. Thì cái này á sẽ là cái spy của em nè, cả nhà thấy không? Thì cái này để em đếm coi bao nhiêu sợi. 1 2 3 4 5 6 sợi nha cả nhà. 6 sợi CC 0.07. Thì em sẽ bắt từ cái điểm chính giữa của số 15 nè. Tại vì em sẽ gắn spy trước. Trước khi mà gắn bài em đã quên kéo băng keo lên, cả nhà thấy không? Cô giáo mà còn quên bài nè, thấy không? Tại vì á đôi lúc á mình mà không có gắn á, mình không có kéo hai miếng băng keo lên á là cái lông mi của khách á họ chỉa thẳng xuống á, mình khó gắn lắm cả nhà. Nên thường thường á là em sẽ xài băng keo này nè.
Em cắt hai miếng xong em dán một miếng ở đây. Em kéo lên, hơi kéo nhẹ thôi. Có nhiều anh chị á hỏi em là ồ Mimi ơi, làm cách nào á mà để anh chị biết á là mình kéo băng keo nó không có bị quá cao. Dạ hai chị Trang Phạm. Đó, thì mình có thể một là xài cái kiếng nè. Các anh chị thấy á, nếu mà mình kéo mà nó hơi hở chút xíu vậy thôi nè, thì có đôi lúc á, cái đó là do cái cơ mặt á, thì mình có thể đẩy nhẹ vậy nè để xem nó có khép hay không. Nếu á, mà nó không có khép thì mình giận mình adjust chút xíu đó, mình thả ra chút xíu thôi. Đó là bây giờ nó khép lại rồi nè, thì á, mình nên chắc chắn á, là cái mi của khách á, nó đã khép lại thì mắt của họ sẽ không có đỏ. Nhiều người á, là cứ thắc mắc là ồ tại sao á, là chị dán kỹ lắm nhưng mà khi mà khách mở mắt ra họ vẫn bị đỏ, là cái trường hợp là nhiều khi mình dán kỹ quá và mình kéo cao quá nên cái hơi keo á cả nhà nó vẫn lọt vào trong mắt được, và khi nó lọt vào như vậy á, là nó làm mắt khách bị đỏ ha. Thì thường thường á mình sẽ có 3 kiểu để mình đi theo làm ra cái outline của mình. Thì một á, em á, là em hay thích đi từ cái số dài nhất em đi ra hai bên để giống như mình dễ canh á, tại canh bằng cái số dài nhất thì nó dễ hơn. Thì khi á, các anh chị đi outline á, là mình cứ phân đều ra thôi. Và cái spine á, mấy anh chị nhớ giùm em á, là mình sẽ gắn vào cái tầng mi cuối cùng của cái bộ mi của mình, là nhớ chia khoảng cách đều nè, thấy không? Thì nó ra sẽ đẹp hơn. Đó, mình chia spine ra mình gắn. Thì em đang làm là 6 sợi hoặc là 7 sợi của 0.07 cả nhà. Độ dày 3 sợi 15 nè. Bây giờ một sợi 14 là hết cái ô đó rồi. Nhớ là gắn tầng mi cuối cùng nha. Đó. Cái lớp học tiếp theo của mình á, là ở Duluth, Georgia nha cả nhà. Là sẽ nhằm vào ngày 10, như là 18, 19, 20. Dạ đúng rồi, tháng 4, 18, 19, 20. Có một cái là nếu như mà em có nhiều chị học viên hỏi em á là ồ chị gấp wispy á, gấp spy á nó vẫn còn chậm. Thì nếu mà anh chị nào mà mình làm spy chậm á, mình có thể là giống như tự làm, giống như mình pre-make trước cũng được, rồi mình để dành mình cắm vô cũng y chang như voi giùm á cả nhà. Thì cái spy này nếu mà mình muốn mình cũng có thể pre-make giống như mình làm trước xong mình để dành để mình cắm vô khi nào mà khách tới, thì cái đó cũng dễ cho mình ha. Chứ không còn ai mà làm nhanh á thì mình làm at Chị muốn hỏi là Mimi cho em hỏi độ ấm trong phòng và nhiệt độ trong phòng bao nhiêu là vừa. độ ẩm chuẩn á, là thường thường á chị Cherry nên coi theo cái giống như là cái độ ẩm của chai keo mình ha. Nhưng mà em thấy đa số những cái dòng keo trên thị trường hiện nay á, cái độ ẩm chuẩn của mình nó là từ 45 cho tới 65 độ phần trăm. Không phải là độ ẩm C hay cái độ C hay độ S, mà là 45 tới 65%. Chị Lý Nguyễn hỏi là mắt lõm hụt sâu bên trong thì làm sao chị khi nhắm mắt là mi chị hay không thoát được. Là kiểu giống như cái mi nó ngắn và mắt sâu nên cái mi nó quặp vô trong da hả chị? Hay là mắt nó sao em chưa hiểu rõ lắm cái câu hỏi của chị á. Thì thường thường á, cái outline này á, là em cứ
gắn một cái spine và sau đó là em cắt ra khoảng chừng bảy bảy sợi lông mi tự nhiên. Chị Ngọc Dung muốn hỏi là bao nhiêu sợi mi cho một spa của em? Dạ 6 tới 7 sợi nha chị. Chị Tracy Lương nói là 20 mi hôm nay em làm mi như vậy. Hai chị Tracy, hôm nay em làm mi kim K. Kim K mà mi sợi bình thường á. Chị Lan Nguyễn hỏi là cái này là nối mi hay là cái? Dạ cái này là mình gọi là nối mi nha chị. Cấy mi á, tiếng Anh mình gọi là implant. Thì cái này không phải cái đó. Cái đó là mình phải vô chỗ mà bác sĩ thẩm mỹ của mấy cái trung tâm, thí dụ chữa cancer hay này kia, thì mình cấy những cái đó. Luôn hỏi là premix em. Dạ hôm nay em sẽ hướng dẫn các chị xài cái Pro Box với cái Mini Box. Nhưng mà hiện tại á, là em đang đi cái align đầu tiên á, là bằng mirror á chị Tracy, CC 0.07 6 by 1 hoặc là 7 by 1, là giống như mình chập 6 sợi lại với nhau hoặc 7 sợi lại với nhau để làm những cái spine này. Và sau đó mình mới thêm vào những cái giống như những cái premix kim K, thì nó đang xen vào như vậy đó, nó sẽ đẹp hơn. Tại vì giống như em hay chia sẻ, ngay cả mình có xài premix á, nhưng mà nếu mà mình biết cách mà làm spine tự nhiên á, cái spine tự nhiên nó vẫn sẽ đẹp hơn cái spine mà họ làm sẵn ở trong cái premix. Nên mình sẽ giống như kết hợp cả hai luôn. Mình làm như vậy á, thì giống như tại vì ai á, mà mua premix á, là cũng sẽ cắm ra được. Còn đây giống như mình cũng tự mình design cái spine của mình đó cả nhà. Thì giống như mình không bị đụng hàng. Tại vì cái này giống như do cái design mình tự bắt spine rồi mình tự làm cái outline mà. Thì cái kim K của mình á, cho dù 10 người á làm giống nhau, em chắc chắn luôn nó ra sẽ khác nhau. Ok. Thì á, cái này á là chỉ là một hàng spine mà em làm ha. Thì tiếp theo á là em sẽ sử dụng mini box, không phải camellia. Mình sẽ xài là Pro Box nào hoặc là mini box cũng được, nhưng mà mình sẽ xài cái Soleil Kim K. Soleil Kim K ha. 9D. Oh, sorry. Mình sẽ xài Soleil Kim K 9D 0.03 nè. Thì cái hộp này á, nó đã mix sẵn từ 8 tới 15 rồi. Thì em sẽ xài cái này em cắm lên cho cô model của mình ngày hôm nay. Đó. Thì mình á, sẽ hồi nãy á, các chị có nhớ khi mà thường thường cái mát mà em hay chỉ mấy chị á, nếu như á, của mình á, là 15 nè, thì á, những cái mà mình xài cho cái volume á, even á, cái so le kim khay luôn cả nhà, mình trừ 3 xuống nha. Tại vì mình muốn á, là những cái spine này của mình à, nó nổi ra, thì những cái spine mình phải là cái mà dài nhất. Thì bây giờ cái so le kim khay volume á, mà em sẽ xài á, nó sẽ là 15 mà trừ trừ 3 thì sẽ ra là bao nhiêu, 12. Dạ yeah, là 12 nha cả nhà. Chị Angelina hỏi là khi nào có lớp ở Chicago vậy em? Dạ sắp rồi đó chị. Em bên công ty mình đã lên lịch, có lịch ở Chicago rồi. July 18. July 18, 19, 20 á chị Angelina. Thì như hồi nãy á, em cũng sẽ đi từ cái số dài nhất em đi ra luôn, đi ra hai bên nha cả nhà. Thì một cái á, của cái kim khay là mấy anh chị phải nhớ là cái đó đẹp ở cái chỗ là mình design ra cái spine của mình á. Thì khi á, mà các anh chị làm ra, ồ cái này em đang làm cái em làm lộn mà, nó phải là cái so le kim K của mình.
Khi mà cái khác nhau giữa cái Soleil Kim K and Camellia là cái Soleil Kim K của mình đó mọi người, nó có cái spice sẵn ở trong chính giữa cái volume luôn. Nhưng mà lý do tại sao nó có mà em vẫn phải add thêm vô là tại vì cái spice mà mình tự tạo đó, nó đậm hơn thì nó sẽ pop ra giống như nó nổi hơn. Nên mình thêm cái này vô kiểu giống như nó ra còn sẽ nhìn là kiểu giống như wispy nhiều hơn á thì nó đẹp hơn nữa. Em có liền hỏi là chị em thuận tay trái có khó học không chị? Dạ em thấy cũng nhiều học viên của em thuận tay trái vẫn làm được chị, thì giống như tay trái hay tay phải gì mình cũng làm giống nhau mà. Nhưng mà chị mà nói bắt em làm tay trái em làm không được đâu nha, tại em thuận tay phải. Khi á mà tại vì khi mà mình làm mi á chị, Evelyn, là mình sẽ phải sử dụng cả hai tay luôn. Nhưng mà nếu mà chị thuận tay trái nhiều á thì cái tay cầm nhíp chính của chị á sẽ là tay trái, thì nó sẽ bị ngược với em. Thì giống như chị nhìn cách em làm xong rồi mình tự điều chỉnh lại được hết đó chị. Hai chị Linh. Chị Linh này là học sinh giỏi lớp của em, khóa Houston vừa rồi nè. Làm xong lớp là về hả? Book model làm liên tục luôn. Thực sự một cái cách mà để các anh chị giống như mình quen tay nhanh nhất á là về cứ giống như là có anh em bạn bè, hay ngay cả mà thí dụ mà mình túng á, mình không có model mấy chị, là mình lấy chồng mình ra mình nối luôn. Mình nối xong rồi á mình lấy cream removal á, mình tháo ra được mà. Bi là gì vậy chị? Hai chị TT, cái viết cái mà em vẽ ở đây là bằng cái Sharpie á, là cái đó là cái mapping của mình á, thì em vẽ size dài nhất của mình là 15 nè, chị thấy rõ không? 15, 15, 13, 10. Còn cái này là 14 với 13. Thì cái này là cái mapping, là giống như cái sơ đồ để mình nối mi á. Thì thông thường á, ngay cả khi mà giống như em khuyên là khi mà mình làm kim khay á, mình nên vẽ map ha cả nhà. Tại vì nếu mà các anh chị mà không vẽ map á là mình rất là dễ bị giống như mình nối á, mà mình hai bên nó ra không có đều. Nên mình vẽ map á rồi mình chỉ giống như là canh theo cái map mà mình làm cái outline thôi thì nó sẽ dễ cho mọi người hơn. Với lại á, khi mà mình làm kim khay á là mình sẽ phối nhiều số lắm. Phối nhiều số rồi nhiều loại mi khác nhau nữa. Mà nếu mà mình không có vẽ map á là mình dễ bị lộn lắm. Có đôi lúc á nếu như mà em làm volume không thôi á là em sẽ các chị nào mà giỏi rồi á thì không cần vẽ map cũng được. Nhưng mà thường thường mà làm volume là em khuyên là phải vẽ hết nha cả nhà. Không vẽ là làm ra con bay con đậu, khách nó không trả tiền á. Làm mấy cái map mà natural còn đỡ. Làm kim khay mà khác ai mà không vẽ map là chết luôn cả nhà ơi. Thì em sẽ phối giống như cái so le kim khay này, giống như mình đi hồi nãy là một hàng outline bằng mirror nè, wispy. Sau đó mình sẽ đi hai hàng mi kim khay. Thì em đang sử dụng là cái fan premix. Chị Tracy Lương hỏi là Mimi vừa mới dùng Dùng thêm spice tươi cho pre-made kim khay đúng không? Dạ đúng rồi chị. Hôm nay là chị có câu trả lời rồi. Dạ đúng rồi, tại vì thường thường á các chị hay nếu mà chị Tracy hay coi của em là thấy á, lúc nào cho dù em xài pre-made ha, em hướng dẫn mọi người xài cái pre-made kim khay, nhưng mà cái spice á em vẫn chêm vô những cái spice mà mình tự làm. Spice fan tươi, không phải fan tươi mà spice tươi.
là tại vì á, cái spine mình tự bắt á, lúc nào cái mi nó cũng đen hơn là cái spine bình thường, nên mình thêm vô như vậy á, nhìn cái bộ mi của mình á, là nó khác liền luôn. Mà giống như em nói rồi, em chỉ ở trên live hay ngay cả em chỉ trên lớp vậy đó, 10 người á là mình sẽ bắt cái spine ra nó khác nhau, tại vì hơn nhau là ở cái chỗ là cái spine của mình nó chụm hay nó xòe. Có nhiều anh chị á, mà giống như mình hơi nhẹ tay á thì cái spine của mình cái đầu nó sẽ xòe nhiều hơn những anh chị nào mà mình hơi cứng tay, thì mình bóp cái nhíp mạnh là cái spine nó khép. Thì spine á, nó chỉ cần xòe nhẹ hay là khép nhẹ thôi là nó đã ra một cái hình dáng khác rồi. Đó là lý do khi mà các anh chị bắt cái spine mà tự bắt như vậy mình chêm vô là giống như là 10 set đó, nó ra 10 kiểu khác nhau, nên khách họ nhìn vào họ thích lắm, là nhìn nó tự nhiên hơn, nó không có bị giả chân đó cả nhà. Tại cái premix của mình đôi lúc nó perfect quá thì nhìn nó hơi bị giả. Còn mình có thêm những cái cọng spice tươi vô là nhìn nó đẹp hơn. Nên khi mà các anh chị làm cái set này á, em thấy cái khó nhất là cái để giống như mình phối những cái spice vào thôi. Sau khi á, mà các anh chị giống như mình gắn, nếu mà gắn theo cái mát mà em làm ngày hôm nay là dễ lắm luôn á, là mình chỉ cần làm có một lần outline à. Rồi bây giờ mình gắn khoảng 2 lần hoặc 3 lần bằng cái Soleil Kim K Premix. Các anh chị nào muốn thử á, thì mình có thể mua cái mini box. Cái mini box thì khoảng chừng 280 fan tới 300 fan tùy cái loại. Còn xài nhiều á, thì mình có thể mua cái Pro Box, để trong đó nó có tới 1.000 fan thì mình xài dễ hơn. Dạ hai chị Kim Hằng, hôm nay chị Kim Hằng lên hơi trễ ha, chắc tiệm đông hả chị? Đó, thường thường cái đuôi á là em sẽ hơi gắn cho nó ngắn á, để giống như nó đều ra. Đó. Khi mà mình làm kim khay á cả nhà, thỉnh thoảng á, là các anh chị cứ giống như mình cũng phải chải mi, sau đó là mình coi chỗ nào mà thiếu spice á thì mình thêm vô. Nhà thấy không? Đó, khi á, cái mà mình gắn ra được cái outline á là tự nhiên mình thấy nó đẹp. Đúng rồi, hôm nay vô mùa hốt rồi, bởi vậy hốt quá trời luôn phải không? Bây giờ là múc tô cơm xong relax, ngồi coi em cắm mi. Đó, khi mà giống như mình làm khoảng 2-3 round á cả nhà, giống như 2-3 lần á, mà mình thấy mình soi cái gương của mình vô, mình thấy chỗ nào thiếu á, thì mình thêm spice cho nó đẹp. Để em nhắc lại bài chút xíu để cho chị nào mà mới vào á, giống như mình không có bị mất ha. Thì cái spine ngày hôm nay em làm á là 6 sợi hoặc là 7 sợi chập lại với nhau bằng mi 0.07, độ dày 0.07, độ cong là cc, để em làm cái spine tươi á. Tại vì cho dù mình xài premix kim cây đi nữa thì mình cũng vẫn sẽ bỏ cái spine tươi. Em nhìn cho nó đẹp. Mình sẽ làm món về khóc khóc luôn. Dạ, thank you chị. Chị Linh về thử cái mát này nè, dễ làm lắm chị Linh ơi. Giống như nãy giờ là giống như mình tự mình cắm USB nè, USB spy 6x1, 6 trong 1, 7 trong 1. Rồi hả, mình cắm 2 lần. Soleil Kim K đây. À, Soleil Kim K. Đó, cả nhà thấy không? And bây giờ em sẽ thêm vào á, là cái Camellia ha. Camellia là mix 8 tới 15. Nhưng mà mình cũng sẽ không có làm dài tới 15 đâu. Khi mà các anh chị á, mà cắm tới Camellia này cho em á, là mình chỉ cắm tập trung á, là số 10, 11, 12 thôi.
dài nhất là 12 thôi, mình không có được lên 13 luôn á. Một cái mà em thích của cái này á là tại vì nó 0.07, lộn, 0.03 nên cái sợi mi nó rất là mỏng á, mà mình làm giống như 10 đi đi nữa thì nó cũng rất là nhẹ cho khách. Tại vì em thấy đa số khách bây giờ người ta chuộng cái gì nó tự nhiên á, với lại nó nhẹ thì nó không có mau rụng, thì khách họ họ đeo lâu hơn á cả nhà. Chị Kim thân mến, chị đã làm tôi rất thích thích lắm. Dạ, hôm nay cái mát này á là còn dễ hơn cái bình thường nữa á chị, là mình chỉ họ bước đầu vô cắm cái spine outline bằng cái spine mà mình tự bắt nè, một hàng thôi để ra cái outline. Sau đó là mình sẽ sử dụng Sole Kim K 9D, mình đi hai hàng hoặc là ba hàng cũng được, mà mình sẽ là trừ 3 from cái spine của mình nha. Ví dụ cái spine của mình hồi nãy em gắn là 15 á, thì khi mà mình đi cái kim K á thì nó chỉ là 12 thôi. Rồi bây giờ mình chêm thêm cái camellia là cái American volume của mình nè, cái volume mà sợi sợi ngắn sợi dài á cả nhà, là mình chêm vô mình đi thêm chừng ba lần nữa thôi là mình sẽ thấy cái bộ mi của mình nó rất là full luôn á các chị. Mà giống như cái mi này nó làm bằng 0.03 nên chấm keo nó nhanh ăn keo lắm, mà rất là bền luôn á. Em có bà khách á đi 6 tuần lại á vẫn y thinh nè, nó rụng có mấy chùm mà cái xong si đòi phiêu á, không có phiêu được, em bắt tháo ra làm bộ mới 6 tuần rồi mà phiêu nữa. Tại vì 6 tuần á cho dù còn nhiều á, nhưng mà khi mà mấy chị nhìn kỹ á là cái mi của họ nó cũng đã mọc dài ra rất là nhiều rồi. Lúc đó mà phiêu á là mình cũng ngồi mình mắc công á, mình tháo ra từng sợi xong rồi mình gắn lại những sợi mới thì nó còn mắc công hơn nữa. Nên tháo ra hết làm lại bộ mới tránh tiện. Thường thường á cái policy ở tiệm em á là không có refill nếu mà trên 4 tuần. Maximum đi á là 4 tuần thôi. Sau 4 tuần mà cho dù dòng lại á mà có nhiều mi á vẫn phải tháo ra làm bộ mới. Làm như vậy á thì nó giống như nó tiện cho mình hơn. Chứ có nhiều khách á, bà khách là bây giờ kiểu giống như supply của mình good nè, rồi tay nghề của mình good á, là họ đi họ giữ kỹ nữa, là đi 6 tuần 8 tuần nó vẫn còn luôn á cả nhà. Hôm bữa lên làm có thêm spy 0.07 4 sợi. Dạ, 4 sợi là nó cũng nổi rồi đó chị Linh, nhưng mà nếu như mà khách mà giống như trẻ mà lông mà khỏe như cô model ngày hôm nay em có, chị Linh thử làm 6 sợi hoặc 7 sợi để cho cái sợi spy á nó nổi hơn nữa, giống như nó đậm hơn á. Giờ em chia sẻ mọi người sắp thành triệu phú rồi. Phải không chị Kim Thanh? Cái này á là mình ăn chắc mặc bền đúng không? Mình không cần phải mua lô tô hay là mega. Em mắc cười hồi trước á là làm trong tiệm nail là mấy anh chị cứ hình như là thứ tư á là rủ nhau hùng tiền lại đi mua lô tô hay là mega để mơ thành triệu phú. Còn cái này bây giờ mình làm lông mi rồi, mình ăn chắc mặc bền, mình làm xong mình để dành cũng có ngày mình thành triệu phú chị ha. Chị Tracy luôn đó, chị hay làm kiểu crop story cho khách nhìn tự nhiên, cho chị hỏi siêu 2 tuần bao lâu thì làm lại bộ mới lên. Thường thường á cái ở tiệm em á là em sẽ cho khách á fill tổng cộng 6 lần. Tại vì đa số cho dù khách fill mỗi 2 tuần đúng không, thì trung bình á là cứ 6 tháng á một cái full set 6 tháng fill là tháo ra nghỉ khoảng chừng 2 3 ngày một tuần gì đó rồi dòng lại là làm một cái set mới. Thì như vậy á nó sẽ giống như cho mi có thời gian nghỉ mệt đó chị. Thì nó sẽ
good hơn là đeo hoài. Nhưng mà em nói á, khách của mình á, họ chịu không có nổi đâu. Khách của em mà mỗi lần mà em cho tụi nó mà take break á, là tụi nó khóc lên khóc xuống luôn á, kêu trời ơi, I don't feel myself, kêu là tao tao mà không có lông mi á là tao chịu không có nổi. Tao mà không có lông mi á là về chồng tao nó nhận không có ra tao. Em có bà khách á, tháo ra nghỉ cái xong về á, chồng nhìn á, nói here em, thẻ nè, mai đi gắn lông mi đi em. Tháo ra nghỉ xong rồi chồng chồng cho tiền để đi gắn lông mi lại gấp. Nhưng mà các chị giống như cái đó là những cái mà mình nên tư vấn cho khách á, để khách hiểu ngay từ đầu là đúng á, là nếu mà mình cứ phiêu hoài á được, nhưng mà nó sẽ không có khỏe. Cái đó là do mình phải không chị, mình làm mình cũng phải nghỉ xả hơi, khách nó nối mi mình cũng bắt nó take break mà, giống như hả, thì mình làm mình phải cũng nhắm sức mình làm vừa thôi. Thực sự mà nói em thấy cái nghề nào á cũng tới giai đoạn là giống như em nói, em hay nói giỡn với mấy chị học viên là mình bị hết đát đó cả nhà. Giống như em á là hả, nối mi 13 năm á, là bây giờ cứ chỉ cần hửi keo thôi là ở bên dưới cái khẩu trang á, cái lỗ mũi em nó chảy nước mũi ròng ròng luôn á, là giống như mình hửi keo tới một cái giai đoạn là cái cơ thể của mình á nên giống như là nó chịu quá sức rồi đó. Tại vì nếu mà các anh chị nào mà trong nghề là mình biết cái keo của mình á là nó làm bằng xà nhan clay, mà cái chất đó là cái chất mà khi mà nó bay hơi á, cái hơi đó mình hít nhiều á mình sẽ bị cancer, mà nó sẽ làm cay nữa. Bởi vậy á, bây giờ là hả, hửi 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 keo đủ rồi đó, giống như anh chị nào làm nail thì hửi ly quỵt đủ rồi đó. Bây giờ mình làm lát là mình hửi đủ keo rồi á, là tới giai đoạn á là cứ nghe mùi keo thôi là nước mũi nó tự nó chảy ròng 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 ở bên trong luôn. Chị sẽ làm 4 sợi. Mình thấy Nó hơi mỏng phải không chị? Bốn cũng sợi. nổi và tự nhiên. Em thấy 4 sợi là giống như làm kim khay mà kiểu giống như shot kim khay tự nhiên á. Còn nếu mà ai, những cái cô khách mà muốn kim khay đậm mà kiểu như trẻ nè, là họ thích nổi cái sợi spine á, là mình làm 6 sợi nó sẽ đẹp. Chị kêu thì nói chị cho khách mỗi 3 tháng ok hay không? Dạ nếu mà 3 tháng khách nó chịu là ok chị. Còn nếu như mà giống như the max maximum á, mà mình cho nó đi á, là 6 tháng thôi. Là cứ một cái full set 6 tháng fill. Là sau đó là tháo ra take break. Là như vậy á, là sẽ tốt cho lông mi của nó. Mình đã nói đúng rồi. Thường thường á, những cái cô mà giống như khách mà kiểu trung niên á, mấy chị em thấy á, là sẽ thích nối mi mà giống như Kim K luôn, nhưng mà kiểu giống như shop Kim K á. Còn những cái khách mà trẻ giống như cái cô này nè, thì họ sẽ thích giống như Kim K mà Kim K đậm á. Mà thêm một cái nữa các chị có để ý thấy á, là khi mà mình nối mà khách mà trẻ tuổi á, cái lông mi của họ rất dài nhưng mà nó cũng rất là dễ rụng á. Đa số lông của tụi nó là lông elder, lông già không à, lông trưởng thành mà giống như lông mi già, nó dài nhưng mà nó rất là nhanh rụng. Tại vì cái vòng đời của những cái người trẻ tuổi nè, cái vòng tuần hoàn sống của cái mi tự nhiên của người trẻ tuổi á, là nó cũng ngắn hơn là những cái người mà giống như trên 35 trở lên. Khi mà mấy cô khách mà giống như khoảng dưới 30 á, đặc biệt là từ 20 cho tới 25 á, là cái thời đó là giống như là cái thời trẻ tuổi nhất luôn á, là họ, mi của họ em thấy cái vòng đời nó không được 90 ngày đâu. Nó chừng 60 ngày à. Nói là cho em hỏi là đối với những khách bị mi thô mà thích nói dày thì mình thế nào? Mi thưa mà thích nối dày á, là mình vẫn có thể nối được, nhưng mà mình phải giảm cái số độ dày xuống.
Thì thay vì á, mình có thể làm 10 đi mà bằng 0.05 thì mình sẽ làm 10 đi mà bằng 0.03, thì nó sẽ đỡ nặng hơn và bộ mi nhìn sẽ phù hơn. Nhưng mà một cái á, mình phải giải thích cho khách nha các chị, là ok, tại lông mi của mày á, không có nhiều thì giống như tao nối dày hơn được, nhưng mà nó sẽ không có giống như super full, giống như mà những cái cô mà giống như đã có sẵn lông dày đẹp tự nhiên rồi. Thì cái đó là một cái á, mình nên nói với khách ngay từ đầu để khách nó không có cái sự mong đợi mà giống như em hay nói là ảo tưởng sức mạnh á. Giống như vô có 10 sợi à, mà giờ muốn ra thành 1.000 sợi thì chắc chắn là không được. Thì mình sẽ nói là cho khách đi khoảng bao lâu thì mình Khoảng chừng 1 tuần đó chị, 2 3 ngày. Nếu như em nói mình cho nó nghỉ 1 tuần, nhưng mà nó nghỉ cao lắm 2 3 ngày là nó hết chịu nổi rồi chị Linh ơi. Khách em mà tới ngày thứ ba là bắt đầu nó gọi vô nó khóc rồi đó. Nó kêu Mimi, tao không có chịu được nữa, mày có cho tao vô sớm hơn được không? Tại vì cái mi này nó kỳ lạ vậy đó. Nó mà đã đeo nó ghì một cái á, là mình cho nó nghỉ á, giống như cái gì đó nó bứt rứt trong người nó lắm mấy chị. thì mình nói là nếu mi mắt bị nhăn như và quá và mi ngắn, mình chỉ việc đẹp và bệnh. Giống như mi ngắn và ít nữa hả chị? Tùy nha, nếu như á, mà khách mà mi ngắn nhưng mà mi họ cũng nhiều á, mình làm butterfly volume mi chữ Y á chị Tracy cũng đẹp nữa. Còn nếu mà giống như lông mỏng ngắn mà ít nữa thì em hay thường làm giống như 10 đi mà 0.03 nè, cho họ mà giống như mình làm những số ngắn thôi. Chị nhớ cái công thức của mình đó, natural lashes cộng 1 2 3. Thì the max á, mình nối cho họ sẽ là cộng 3 thôi. Thí dụ lông mi tự nhiên của họ là 9 đi, cộng 3 the max sẽ là 12 thôi. Chứ mình sẽ không nối dài hơn 12 thì nó sẽ không có chịu nổi cái sức nặng á. Nhưng mà em thấy giống như những cái cô mà hơi lớn tuổi á, mà lông mỏng á, là mình gắn giống như camellia nè, hoặc là volume á, 5 đi, 10 đi mà gắn 0.03 là họ thích lắm. Tại vì nhìn nó phu hơn nhưng mà cái lông nó mỏng á, nên nhìn nó vẫn tự nhiên chứ nó không có bị dày mà kiểu giống như là mê gà. Cái đó là một cái mà giống như mình làm theo kiểu shop mê gà mấy chị. Tại vì thường thường á, là mình sẽ sử dụng cái mi độ dày 0.05 hoặc 0.03 để mình làm mê gà ha. Mà khi mà mình làm mê gà là phải từ 12 đi trở lên. Thì mình làm những cái shot mê gà giống như là 10 đi, là 12 đi mà bằng 0.03 là nó ra, nó vẫn hép cái bộ mi đó full nhưng mà nó không có bị quá dày. Tại vì cái mi nó mỏng. Tại vì thường thường á, nếu mà làm đúng true mê gà, người ta sẽ bắt bằng 0.03 mà giống như là 25 30 đi luôn á. Là cái đó sẽ làm cho một cái bộ mi mà giống như là super full, super đen luôn. Dạ thì cái keo ngày hôm nay em xài vẫn là keo C Clue nha cả nhà, nhưng mà hiện tại C Clue ở trên web của mình á, là đang bị hết hàng. Nên bởi vì em hay nhắc mấy chị á, là mình mua keo mình chữ. Tại vì bây giờ supply á, cái gì nó cũng khó cả nhà ơi. Mỗi lần á, mà ở bên vendor, ở bên công ty á, Thì Tracy nó nói là già vô có đợt chắc thịt mà chị biết được chưa? do tại vì họ không có biết á, họ sợ, họ nghe nói volume á, họ sợ nó dày quá chị. Bữa nào á chị cho nó, chị muốn mà promotion á, mà để khách khách em á, hồi trước á là vô cũng classic nhiều lắm, nhưng mà em dụ nó, em nói em cho free upgrade,
từ classic lên natural volume thì mình cho giống như mình chỉ cần fill vô một chút xíu thôi là những cái người đó họ sẽ giống như là họ nghe free mà còn được dày hơn nữa là họ khoái, chỉ cần dục vô mấy chùm để giống như mình làm một cái set high bread đó chị Tracy, là mình đang có classic cái mình dục vô mấy chùm natural volume là nó sẽ thấy cái bột mì nó phu hơn, nhưng mà nó sẽ không có bị quá phu tại vì cái cảm giác của mấy người mà lớn tuổi là người ta sợ dày lắm, nên mình làm á giống như mình chỉ bỏ vô mấy chùm ở những chỗ nào mà nó thiếu thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Tại khi mà mình làm đôi lúc á mình nói á là họ không có hình dung ra được bởi vì nên họ thợ thử là giống như mình còn chạc người ta thêm 25 30 đồng tiền tiền làm volume nữa là đa số tụi nó không có chịu làm đâu. Nhưng mà giống như chị muốn mà dụ khách của mình đi qua volume á để gắn á thì mình nên cho free upgrade cái ngay chỗ cái refill á, xong mình slowly mình convert nó qua bên volume. Tại vì em thấy đa số khách của em á lúc nào vô cũng muốn ô ta muốn cái bộ nào mà tự nhiên nhất, nhưng mà đeo khoảng chừng 6 tháng tới 8 tháng rồi á là bà nào cũng muốn là dày hơn, đen hơn, dài hơn, hoặc là đeo classic mà chuyên gia cứ vô mày có làm dài hơn cho tao được hay không. Nhưng mà có nhiều người á người ta cứ nói á là dài hơn là nhìn nó dày hơn, nhưng mà cái đó là không có đúng. Đôi lúc á nó chỉ cần dày hơn mà dày hơn ở cái chân á mấy chị, nên cái đó là mình có thể làm giống như nâng cấp lên hybrid nè. Còn không á, nếu mà họ thích cái kiểu mà nó xen kẽ so le á, các chị có thể làm bằng USB á, USB classic á, là cái đó là thay vì á traditional classic của mình là một một đúng không, thì bây giờ mình sẽ làm USB mình nối là 2x1 hoặc là 3x1 thì cái đó ra nó nhìn vẫn là classic nhưng mà nó dày hơn classic. Hỏi sếp này là bao lâu? Set này thường thường á nếu như mà em làm á thì chắc khoảng 1 tiếng rưỡi, còn đa số học viên của em về á mà làm á thì hả 2 tiếng là cao rồi chị. Đó. Để em cho mấy chị coi nè. Đó, khi mà mình nối nãy giờ. Hỏi sếp này bao nhiêu tiền một khung? Dạ cái này á là tùy theo location nhưng mà giống như chị có thể lấy được từ 250 tới 400 á chị, tùy location. Đó, thì cái này á là cái set nè, Kim K Wispy nè. Các anh chị thấy không? Bây giờ nếu như mà em muốn em có thể thêm vài cọng USB ở ngay cuối ngay đây nè. Em thấy nó đang thiếu một hai cọng nè. Đó. Bủ bối khi mà mình làm mi này là cái gương. Không có cái gương là mình không có nhìn ra được là nó thiếu đủ chỗ nào á cả nhà. Mình khó canh lắm. Làm nãy giờ là cũng giống như sắp thu rồi đó. Nếu như mà cô khách nào á mà muốn mà kiểu giống như shop Kim K thôi á là cái này mình gắn thêm hai mấy sợi spy vô nữa xong là mình cũng cho đi được rồi. Tại vì những cái cô khách trẻ này họ nhiều lông. Để em coi. Những cái thiếu. Nên cái này á, khi mà cái bước đầu tiên mà mấy chị gắn ra cái outline á, cái đó thật sự rất là quan trọng. Tại vì cái này á, mình làm ra xong cái outline đầu tiên á, là giống như coi như là xong 50% rồi đó. Còn cái volume là mình cứ dục đại á, vô xen kẽ giữa những cái volume là nó sẽ tự đẹp nha các chị. Cái này nói hỏi là 13, 14, 15. Dạ 13, 14, 15 á là cái này á là cái spy.
Cái spine là những cái cọng wispy nè. Đầu tiên mình gắn outline á chị Christina. Sau đó khi mà mình bắt đầu mình làm volume là mình trừ 3. Trừ 3 from cái mapping mà mình vẽ lúc đầu nè. Là những cái volume em bỏ vô là nó chỉ là 10, 11, 12 thôi. Đó. Thấy cũng phu phu rồi đó nha. Bây giờ check coi chỗ nào thiếu thì mình thêm thôi. Để em cho thêm mấy sợi volume nữa là đẹp rồi. Mà cái điểm á, đẹp của cái này á, em thấy á, là nếu như mà mình làm American volume á, có nghĩa là volume mà sợi ngắn sợi dài á, nó sẽ đẹp hơn là cái volume Russian volume rất là nhiều á các chị. Nên cái này á, nếu mà mình làm fan tay á, mình nên làm cái kiểu pinching á, cái kiểu bóp đít á, bóp đít lông mi lại á, để cho nó chụm lại cái đuôi á, thì cái nó xòe ra kiểu nó hơi nó sẽ so le hơn là cái kiểu mà Russian volume. Russian volume á, là mình sẽ làm cho những cái bộ mi hồi xưa là khi mà volume nó mới ra thì em thấy khách họ thích cái Russian volume nhiều, nhưng mà sau này á, là em thấy khách họ thích American volume, tại vì mình đang sống ở trên nước Mỹ mà, bởi vậy nên mình phải làm American volume chứ cả nhà. Một cái câu chuyện vui á, là mỗi lần mà em đi sự kiện á, là người ta hay nói á, là ồ cái tụi mà làm lash á, thợ lash mà bên Mỹ là mấy đứa đó nó làm biếng, bởi vậy nó làm mi không có đều. Nhưng mà thực sự khách của mình ở bên này á, là họ đâu có thích Russian volume nhiều đâu cả nhà. Họ thích American volume hơn, tại họ thích cái gì cũng wispy, họ không có thích cái gì mà nó đều quá. Chị Christina hỏi mình dùng máy gì để làm file. Mình dùng CC 0.07, độ dày, độ cong là CC, và mình chọc 6 sợi hoặc 7 sợi lại với nhau để làm spine. Chị Phong Theo hỏi là có nhiều người không có lông mi, chị có nhận làm không? Nếu mà không có cái gì luôn á là mình không có làm được nha chị. Tại vì á mình cái tên gọi của cái service này là gì? Eyelash extension. Extend có nghĩa là mình làm cho nó dài ra, thì nó phải có một cái gì đó ở đó thì mình mới làm cho nó dài ra được. Còn nếu mà nó không có gì hết không có gì hết là nó không làm được. Chị Kim Thanh, trời đang làm mi mà em nói bóp đít làm gì hết hồn. Chị này, cái đó là một trong những cái kỹ thuật mà mình làm fan tươi nha chị, là mình bóp cái đít cái phần mi nối lại á, để cho cái mi á nó chụm lại với nhau. Đó. Đẹp chưa? Để em cho thấy nó thêm một chùm, hai chùm đi. Hai chùm nữa thôi là đẹp rồi. Và giống như hồi nãy em đang nói á, nếu như mà khách họ không hiểu á, thì mình giải thích như vậy cho họ nè. Ví dụ giống như á, mình có ít tóc thì mình sẽ nối tóc. Còn nếu như á, mà không có tóc luôn là họ phải đeo tóc giả. Tóc giả của lông mi ở đây sẽ là những cái mi trip mà nó dán nguyên một trip luôn á chị. Tại vì á, nếu như mà nó không có cái gì hết thì mình đâu có cái gì để mà mình extend ra đâu cả nhà. Nên một cái ví dụ á, mà các chị có thể giải thích với khách á, là cái vụ nối tóc với lại đeo tóc giả. Nếu mà không đầu chọc là phải đeo tóc giả. Còn nếu mà có chút ít tóc thì có thể nối tóc để cho tóc dài hơn và dày hơn, thì cũng giống như nối mi. Phải có mi thì mình mới nối được, còn không có mi là mình phải cho nó đeo mi giả, là đeo cái dạng mà giống như mình ở Việt Nam á, mình dán lên xong cái đeo đi ăn đám cưới rồi về là lột ra đó, là cái đó là cái giống như tóc giả đó, là mi giả nguyên một loạt. Còn không thôi nó muốn gắn mi chùm cũng được nha cả nhà, gắn nếu mà không có tóc á, không có lông á,
gắn mi chùm cũng được. Tại vì mi chùm á là khi mà mình nối á là mình sẽ nối lên da. Nhưng mà khi mà mình nối mi chùm mà lên da của người không có lông thì nó cũng sẽ nhanh rụng hơn cái người có lông. Nên bởi vậy các chị thấy lông mi lợi hại không? Vì gì mình cũng phải có lông mi thì mình mới làm được nhiều nhiều chuyện. Chứ không có là không có làm được cái gì hết. Dạ đúng rồi. Thì nếu như mà cô nào mà người ta không thích đeo mi dán, dán nguyên một cái trip thì mình có thể vô mình gắn mi chùm. Tại vì em thấy là có nhiều người á, người ta làm mi á, người ta giống như là kiểu anti mi chùm lắm á, giống như người ta nói mi chùm là cái đó là cái mi nối ngoại đạo á cả nhà, là giống như là hàng hàng giả, hàng mì ăn liền. Nhưng mà mì ăn liền hay là mì xào gì thì em thấy là miễn là mình làm đúng cách á là nó cũng sẽ ra đẹp. Và cái đó cũng phục vụ cho được giống như nhiều loại khách hơn. Tại vì giống như em nói, có đôi lúc á, khách của em á, họ bị cancer đi, họ không có đeo được, giống tại họ đâu có lông đâu mà làm sao mình nối mi được, thì mình có thể làm mi chùm. Thì cái đó cũng là một cái giải pháp để giống như họ tự tin hơn về cái vẻ bề ngoài của họ. Thì em thấy cái ngành làm đẹp của mình đó là chủ yếu để làm cho người ta cảm thấy tự tin hơn về cái ngoại hình của mình. Thì mình cứ làm sao đúng với cái tâm của mình á, mình thấy người ta happy, người ta vui là mình cũng vui, phải không mấy chị? Chị Vân cho nói là có nhiều người không biết họ không có nhưng mà đòi làm thành công. Họ không có lông thì chỉ làm được mi chùm thôi. Thì họ đòi á là một phần là tại vì họ không có hiểu. Còn nếu mà khi mà mình biết á thì mình phải giải thích. Chứ mình không có giải thích, mình cứ đè xuống mình làm luôn á, là lúc đó làm xong ra nó sẽ không có chịu trả tiền. Tại vì nó nói ồ cái này đâu có phải đâu mà mày nói cái này là mi từng sợi. Thì mình giống như thường thường em hay khuyên các chị học viên á hay là các anh chị á là mình nên nhắm sức mình mà mình làm. Giống như á, vô le que có 10 sợi rồi mà giờ muốn nối ra một cái bộ mega super full giống như cô model nào đó mà họ đưa hình á, mình thấy là không thể nào làm được. Thì mình nói thẳng với khách luôn, không thể nào làm được. Dạ chị Phương Võ, à cái clue hôm nay em xài á là C clue. Nhưng mà em nghĩ chắc phải 1 2 tuần nữa hàng mới về, uổng quá. Hiện tại á, clue của mình là hết hàng rồi cả nhà ơi. Bây giờ từ lúc Covid là supply á, như là rất là khan hiếm luôn. Mỗi lần á mà bên supply là nó đưa cho mình á là nó đưa giống như là rất là tiết kiệm. Can you wrap me one of the lip one? Thì sau khi á cho một cái bộ nối mi á, cả nhà em hay xài cái bonder này nè, super bonder. Cái này á nó sẽ làm cho keo của mình á nó khô nhanh hơn. Và giống như làm cho bộ mi của mình nó bền hơn luôn á. Em nói cái này là bảo bối của em á lúc mà mùa hè. Không có cái này á là mình thấy khách họ đi á giống như nó cái bộ mi nó bền hơn rất là nhiều. Chị Tracy thì hỏi là mi sợi có nhúng vào flow 5 giờ được không em? Thật sự là được nha chị, nhưng mà nó sẽ rất là lâu khô. Mà mi từng sợi á mà chị biết á, nếu mà mình xài bằng cái number one glue á, một hồi á chị vòng qua vòng lại á là nó dính chùm với nhau một cái là chị khỏi gỡ luôn. Bởi vậy là em là nếu mà mi sợi mà xài number one, cái đó là nỗi ám ảnh của em luôn á. Là em đã từng thử rồi nhưng mà em thấy là nó không có work. Với lại cái number one của mình nó cũng hơi lâu khô, tới 5 5 6 giây á nó mới khô, mà nó khô kiểu nó ráo bên ngoài thôi. Chị mà ịn 2 sợi lại kế bên với nhau là nó cũng dính chùm lại. Hai chị Phương Võ, em không có xài primer. Tại vì primer là mình bỏ trước khi mình nối mi, còn sau khi mà mình nối mi xong là mình phải bỏ super bonder. Tại vì những cái người á mà giống như khách á mà da dễ bị nhạy cảm á, mình xài primer nhiều quá là nó bị lột da hoặc bị ngứa. Còn mình xài bonder á là nó không có bị.
Với lại mấy anh chị nhớ là bonder thì mình mới xài bằng cái cây này được nha. Còn bằng primer là mình phải xài bằng cái cây ốm, cái cây Michael Brush nè. Cái này nè là cho primer. Cái này là cho bonder. Đôi khi có chỗ bị lủng lỗ chị dán vào da luôn. Dán vào da chị Tracy đang nói mi chùm phải không chị? Chứ cái mi từng sợi này mình nối vào da 2 3 bữa khách nó về nó cũng rụng hết à. Dạ đúng rồi đó chị Linh, là hả? Em thấy mi chùm đa số là khách mà những cái khu mà mấy chị tiệm da màu á, có nhiều khách da màu là họ sẽ rất là thích cái Phun bỏ hỏi là triple bundle bỏ trên hay dưới của mình à? Dạ mình bỏ trên, mình tập trung vào những cái mối nối đó chị. Ngay cái đoạn mà nó mình nối, chứ mình không có cần chải hết đi lên trên giống như từ chân tới ngọn đâu. Có nhiều chị hỏi em á, là giống như khi mà mình làm cho khách mà da kiểu giống như nó dơ hơi dầu á, thì mình có bỏ bonder thay cho primer được hay không? Thật sự là được, nhưng mà em khuyên là không nên. Tại vì như em nói á, cái primer của lông mi nó cũng na ná giống như primer mà cho nail á, mình bỏ nhiều quá là làm da của nó khô. Tại cái công dụng của primer là nó làm cho cái mi giống như nó hút dầu trên mi tự nhiên. Thì mình bỏ nhiều quá là cái mi nó bị khô á. Rồi nếu mà mình chạm da là cái đoạn ở dưới đây nè, cái đoạn ngay chỗ mi chân mi á là nó sẽ bị lột da và nó sẽ ngứa. Dạ đúng rồi, Mỹ đen á là em thấy là càng dài bonder nhiều mi sẽ bị trắng trắng giống như dính bụi. Cái đó là giống như keo chưa khô mà mình bỏ bonder liền á chị Linh. Nhưng mà em thấy á, mình xài bonder là nó đỡ bị trắng hơn là primer. Primer là mình bỏ nhiều quá là nó dễ bị trắng, trắng cái chân mi á. Dạ em cảm ơn chị Vân Cao. Dạ, những cái khu á mà khách mà da màu á, em thấy là họ thích thích giống như nối cái gì mà vừa dày vừa dài mà vừa rẻ. Tại vì thật sự là lông của họ không có nhiều. Đó, để em lấy cái gương cho cả nhà coi cái gương của em dục ở đâu rồi. Ở đây, đây, em tìm ra rồi. Khi mà mình làm kim khi á là cái gương sẽ là bạn đồng hành của mình ha mấy chị. Đó, đẹp chưa? Làm xong á, nhiều lúc á em thích chụp cái góc ngay đây nè. Đó. Nhìn nó rất là giống như thỏa mãn á cả nhà. Giống như mình thấy được là cái độ phu rồi cái chân đen và cái độ wispy luôn. Cái này cũng là một trong những cái góc chụp hình ha. Thí dụ á mọi người làm xong á, mình có thể bỏ cái gương ngay đây nè, mình chụp thẳng từ trên xuống. Là mình thấy được giống như cái shape với cái style của cái kim khay nó rất là đẹp. Mình bỏ primer sao lát nó không có dính vậy cô. Chị Pepper ơi, đôi lúc á khi mà mình bỏ primer, trước khi mình bỏ primer mình phải vệ sinh mắt kỹ nha. Nếu như á, mà trên mắt nó quá dơ, có nghĩa là trên lông mi tự nhiên nó có nhiều dầu á, cho mình dùng mình bỏ primer cỡ nào nó cũng sẽ không có dính. Hai chị anh phạm anh Pham mi lúc mà mình refill thì mình phải xài 1 mm dài hơn phải không chị? Giống như mi đó mà mình làm set 10 tới 15 mm thì mình refill phải làm 11 tới 16 phải không? Tại vì nó dài ra after 3 weeks. Cái câu trả lời á, nó sẽ đúng á, nếu như mà chị refill trong từ 2 tới 3 tuần. Còn nếu á, mà khi mà khách đó họ tới 4 tuần rồi á, chị mà làm dài hơn 2 mm nữa thì nó sẽ là quá dài cho mi người ta. Và cái công thức á, mình sẽ phải thụt lại. Thay vì á,
Ví dụ là cái set lần đầu tiên, cái full set của mình làm từ 10 tới 15, thì cái review lúc 2 tuần hoặc 3 tuần mình sẽ làm từ 11 cho tới 16. Nhưng mà khi mà khách họ tới và lúc mà 4 tuần á, là mình sẽ làm giật ngược lại, là mình sẽ làm lại 10 tới 15. Tại vì nếu mà họ chỉ cứ theo họ mỗi tuần á, họ chỉ làm dài 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 ra á, là cuối cùng á là nó lên tới trời luôn á chị. Nên mình sẽ không có review theo như vậy, mà mình nên set up cái policy của mình á là sau 4 tuần cho dù tới á lông mi vẫn còn nhiều á là mình phải lấy ra, mình tháo ra, mình làm set mới, chứ mình không có để cho khách mà đi quá dài và mình cứ nối dài ra như vậy. Tại cái công thức chính của mình các chị nhớ giùm em nha, natural lashes cộng 1 cộng 2 cộng 3, thì cộng 3 là cái độ mà dài nhất, cái maximum mà mình có thể nối. Mà khi á, mà mình nối dài hơn cộng 3 rồi á thì cái đó nó sẽ thành rất là nặng. Hai chị Tiffany Thảo Nguyễn, dạ cảm ơn chị Thảo, nhớ chị Thảo quá nè, thèm trà sữa nè. Chị Kim Thăng, người da màu lông ngắn da đậm nên mi không đen thì không đẹp. Dạ đúng rồi, tại vì á họ muốn á, là cái lông mi á nó phải đậm, nó phải đen hơn cái lông thiệt của họ, với lại phải giống như nổi trên cái da của họ, mà mình làm mỏng quá, tự nhiên quá nó không có thấy. Ok model, can you please open your eyes, you feel okay? Ok, thì để em cho mở mắt dậy cho mọi người coi. Ok, can you look straight to the camera? Đó thì các chị thấy á, cái này nó giống như là cái sự kết hợp hoàn hảo giữa giống như cái mi ướt á, cái wet lash với lại cái American Volume. Thì chị nào á mà học hay coi live của em hay là học viên của em thì mình đã biết được cái sự khác nhau giữa American Volume and Russian Volume rồi. American Volume á, thì là volume nhưng mà sợi ngắn sợi dài nó không có đều nhau. Hai chị Khang Nguyễn, bộ này làm trong bao lâu vậy bạn? Sorry, nãy mình không nghe được. Dạ, thường thường á, bộ này nếu mà em ngồi á, em im lặng, em tĩnh tâm, em làm á, thì em nghĩ chừng tiếng 15 phút, 1 tiếng rưỡi là ra rồi. Nhưng mà đa số em thấy học viên của em về làm bộ này trong vòng khoảng chừng 2 tiếng, 2 tiếng 10 phút. Thì cái đó là cho những cái người mà mới làm ra mà làm khoảng 2 tiếng, 2 tiếng 10 phút là cũng nhanh lắm đó chị. Còn nếu mà chị nào mà khéo tay mà nhanh nữa thì em nghĩ là học xong về chắc làm chừng hả, dưới 2 tiếng, cao nhất là 2 tiếng. Ra bộ này mình có thể lấy từ 250 tới 400 tùy theo location nha. Ở tiệm em hiện tại thì nếu mà cho thợ làm là 250, còn nếu mà request em làm là cái thợ bộ này sẽ là 350. Thì các chị mình mới về làm á, mình cũng có thể chạc khoảng chừng rẻ nhất từ 190 tới 200, là em thấy đa số các chị học viên của em về là chạc giá đó. Tại vì đây là một trong những cái kiểu mà giống như bây giờ nhiều, rất là nhiều khách người ta làm đó. Thì hồi nãy á, cái chị thấy em làm bên này tổng cộng á, là mình đi một round giống như một hàng spine nè, 6 by 1 hoặc là 7 by 1. And sau đó là mình đi tổng cộng là 2,5 round cho cái mi Kim K Remax 10 đi, 9 đi 0.03, và sau đó mình đi thêm 2,5 round cho cái Camellia Volume là cái American Volume ở cả nhà, là xong cái bộ này rồi. Nên thực tế là cái bộ này làm ra rất là nhanh luôn á. Và cái mát ngày hôm nay em làm á là 13, 14, 15, 15, 14, 13, 10. Đang từ 13 là nó nhảy một cái đùng xuống 10 luôn á cả nhà. Thì cái đó là cái mát chính để mình làm ra được cái outline cho cái spine. Tại vì cái khó của cái kim khay á, là các chị phải nhìn ra được mình nên phối cái spine á ở chỗ nào thôi. Còn lại sau khi mình làm ra được cái outline rồi á, là mình cứ dục hết vô thôi. Giống như volume á, là mình cứ dục vô xen kẽ là nó sẽ đẹp. Dễ thương ha. Bây giờ khách của em á, họ thích cái kiểu này nhiều lắm. Mà em thấy cái kiểu này cũng rất là dễ, nên cả nhà về ráng tập. Tập cái mát này nè, rất là dễ để mình làm cho mùa hè này ha. Thì ok, để em cho cô model của mình ngồi dậy nè. Một cái kiểu khác á, can you please turn back to this camera right here? Một cái góc khác mà mình có thể chụp nè.
Các chị có thể cho nó mở mắt vậy nào, mình chụp cũng đẹp. Còn không thôi á là hả? Cho chụp như vậy nè. Để ngoài đó. Cái góc này nè là mình chụp từ trên xuống nè, cũng đẹp nè. Đó. Còn em thấy á, đẹp nhất khi mà mình sử dụng cái mirror này, nghĩa là cho khách nhắm mắt lại. Can you please close your eyes? Đó là để mình thấy hết lại nguyên cái perfect line của mình, rồi cái wispy, rồi cái volume. Đó là lý do em rất là thương thương cái kiến của em. Cho nên là bạn tri kỷ khi mà mình cần, khi mà làm mi kim khay nha cả nhà. Ok, để em cho model ngồi ngồi dậy rồi em go over cái supply với mọi người chút xíu ha. Model, can you please go to the front and I will take your picture in a little bit, okay? She have not filled the model form. Can you guide her to the model form? Yeah. So can em sẽ quay lên cái camera ở trên. Hai cả nhà. Thì cái supply ngày mà hôm nay em xài á là CC0.07 là mi từng sợi của mình à. Thì em làm 6 trong 1 hoặc là 7 trong 1, giống như là 6 sợi chụm lại với nhau hoặc là 7 sợi chụm lại với nhau để làm ra cái spike đầu tiên của mình. Cái glue á mà em xài á là C-glue, nhưng mà tiếc quá hiện tại mình đang sold out rồi cả nhà. Thì em nghĩ chắc khoảng chừng 1-2 tuần nữa là hàng nó về tới ha. Và sau khi á mà em xài xong, làm xong cái set của mình á là em xài Super Bonder. Còn cái mi á mà em xài ngày hôm nay là Tamela 10D 0.03, độ cong C. Các anh chị có thể mua là cái mini box nè, hoặc là cái pro box. Pro box thì mình sẽ, nó trong cái hộp và mình có 8 ngăn như vậy nè. Anh ơi, can you please move to this camera, để em move cái này để cho mấy anh chị coi cái supply của mình ha. Đó, thì khi mà mình có cái xài bằng cái pro box là mình phải cần có thêm cái miếng silicone pad, để giống như tại vì nó mix 8 số ở đây nè cả nhà, thì nó sẽ là 8 ô và mình phải giống như lấy ra rồi mình dán lên trên này nè. Rồi mình xài, mình cắt ra mình xài. Thì một cái hộp Pro Box này á nó sẽ dao động từ 40 35 đô cho tới 50 đô. Và mỗi hộp á tùy theo cái loại nào mà các anh chị muốn, mỗi hộp á nó sẽ là 1000 fan cho cái Pro Box. Cái mini box này của mình á là một cái em thấy nó tiện là nó đã xếp sẵn rồi, là mình không có cần cái treo này. Mình chỉ giống như mua về mở ra rồi mình gấp ra thôi. Thì một cái hộp này á các anh chị sẽ làm được khoảng từ 2 cho tới 3 full set. Và nó từ 280 cho tới 300 fan trong một hộp. Thì cái này bữa giờ em làm cũng ba cô model rồi đó, mà nó mất nè. Có mấy hàng nó vẫn còn nhiều lắm. Nên cái này á, tùy theo các anh chị xài nhiều hay ít á, nhỏ nhỏ nhưng mà cũng làm được nhiều lắm. Đó, thì đây á, là ba cái mi mà hôm nay em xài nè. Cho cả nhà coi. Keo và Bonder. Đó. And Primer nữa chứ. Primer. Dạ. Yeah. Có nhiều anh chị hỏi em á, là trong quá trình mình làm á, nếu như mà mình không cái nhíp của mình bị dính keo á, nó hay giống như cái sợi mi nối nó hay dính ngược lại lên trên cái keo luôn, thì mình phải làm sao? Thì mình nên mua cái chai mà để rửa nhíp nha cả nhà. Để em đi tìm cái chai rửa nhíp của em, nó đi lưu lạc phương nào mà đi giang hồ rồi. Dạ. Dạ cảm ơn chị Kim Thăng. Ngủ ngon, mai hốt tiếp nữa nha chị. Dạ, yeah. Ok, thì tiếp theo á, cái lớp của mình á, cả nhà, thì sẽ là The Look Jaja vào April ngày 18, 19, 20 nha. Và sau đó tháng 5 em sẽ có lớp ở Dallas, tháng 6 em có lớp ở Vegas. Và hình như tháng 7 á, là em có lớp ở Chicago. Dạ, yeah. Thì nếu như mà anh chị nào có question về câu hỏi, bất cứ một câu hỏi gì về product hay về lớp học của mình á, thì có thể comment ở bên dưới cái live này, hoặc là message cho công ty, hoặc gọi vào cái số hotline của mình là 888-887-8807 để giống như các bạn sale sẽ tư vấn thêm cho các anh chị về product hay là về lớp học nha. Thì bây giờ cũng trễ rồi, em để cho mọi người nghỉ ngơi để ngày mai có gì mình hút khách tiếp.
Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào thứ năm và 6 giờ giờ Cali, 8 giờ giờ Texas và 9 giờ giờ Florida. Dạ, cảm ơn chị Linh Tạ. Good night chị. Bye mọi người.